Thì sao rồi nó cứ hạn đang lịch thị rằng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phàn tê dạ sinh dân. Bạn là thứ ba ta về ra mình y sẽ khó với năng sơ ma địch giao mi còn siêu văn dự điều học là quy chánh xa suy sát sanh a đinh na đa nam về ra mình y sẽ khó với năng sơ ma địch giao mi còn siêu văn dự điều học là quy chánh xa suy trồm cóc ca mê su mê cha cha ra về ra mạnh đi sẽ khó với năng sơ ma địa dạ mi còn xem bây giờ điều học là quy tránh xa sự tà hạnh một sao hoa đam về ra mạnh đi sẽ khó với năng sơ ma địa dạ mi còn xem bây giờ điều học là quy tránh xa sự nói dối Sura mê ra yama chạp pa ma đất hai nam Về ra mà đi sẽ bất năng sơ ma địa dạo mi Còn siêu mây dự điều học là quy tránh xa suy dị uống rượu và các chất say Ba na tí ba ta huê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh a din na đa na huê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp ca mê su mít cha cha ra Huệ Ra Ma Ni Xích Ca Ba Đăng Sa Ma Di A Mi Con xin vâng dự điều học là cố tránh xa sự tà hạnh Mu Sa Wa Đa Huệ Ra Ma Ni Xích Ca Ba Đăng Sa Ma Di A Mi Con xin vâng dự điều học là cố tránh xa sự nói dối Sura Mê Ra Ya Ma Chát Ba Ma Đát Tha Na Huệ Ra Ma Ni Xích Kha Ba Đăng Sa Ma Di A Mi Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. mà ni văn cha sĩ ca bệnh hà ni sa tu tăng ca toa ngập ba ma đề na ni cha ca lăng samara khi đáp băng chư Phật tử sau khi tọa thì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ra mới giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui A ma phàn tê dạ xin vâng. Xì lệ na so ga tinh yon ti xì lệ na phô ca sâm bát đai xì lệ na nê phu tinh yon ti ta sâm mai xì lăng vị số tha dê các chúng sanh là sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng đệ lâm nhân Sa thủ lành thai Uttamang mang ghê na hoành đề hằng bà đa bằng sâm Waruta mang bút thầy vô ca lý tô đô sô bút thô Kama tu tăng ma mang Con đem hết lòng thành cúi đầu vi trần vị Phật là đấng chí tôn chí thành các tội lỗi mà có vi phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng thâm mình cha đu vi thằng qua rằng thâm mê vô ca lý tô đô sô thâm mô ca ma tu tăng ma ma mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo
Cứu sinh pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng sang khành cha đô quy đô ta mặn sang khề dô khá lý tô đô sô sang khổ tha ma tu tăng ma mặn. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít trở lại cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. So Thalato Sukhito Purunaho Bodhasa Sane Arogo Sukhito Ho Isaha Sabbe Nyati Prisa Thalatham Sukhita Purunaha Bodhasa Sane Aroga Sukhita Ho Isaha Sabbe Nyati Prite Anthalatha Sukhita Purunaha Bodhasa Sane Aroga Sukhita Ho Thasaha Sabbe Hị nhà tị quyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai. Akasattha cha phummattha deva naga mattika bụt nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rạc cành tu sa sa năng. Akasattha cha phummattha deva naga mattika bụt nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rạc cành tu nô ga rô. Akasattha cha phummattha deva naga mattika bụt nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu nhà ta vô. Akasattha cha phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bụt nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu bà ni nô. Akasattha cha phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bụt nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu nô sa đà. Chư thiên ngự hư không đề cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Đông vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ. Phật đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng. Phật dạy bền lâu chúng con vui thụ đạo màu. Tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Văn kinh đi cô sa la cam mang cát tắc băng kỳ ri văn ma ma ca ye na hoa cha ma na sa ti đa se su ca tăng ye sát ta sanh nhi nô áp thi ye cha sát ta sanh nhi nô ca tăng bồn nhã pha la mây hằng sắp bề pha ghi phá quan tu tề về tăng cá tăng suy đi tăng đinh năng bùn nhã pha lăng ma gia về cha tát tha na cha nan ti đề qua gành toa ni quê đa dùm sắp bề lô cầm hi về sát ta trị quan ta ra hê tu ca ma nôn nhân phô cha năng sập bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chủng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng
trưởng sinh thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Y đằng quá ta mê buồn nhân à, sa quá khá già quá hằng hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Tuy Đức đã truyền tâm quy và ngụ ý cho đạo tràng chúng con. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dâng mic trở lại cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn, chư đức tăng, trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, cô tu nữ. Chào Sik Metta, Sik Như Quang, Sik Nhật Quỳnh, Sik Hồng Nhật, Sik Vạn Mộng, Đa Hữu Tâm Hạnh, Sik Tâm Phương, Sik Thư, Đạo hữu Hoa Sa La, Sít Kim Nhung, Sít Thi Long, Sít Thượng Phủ, Sít Hà, Sít Thanh Hoàng, Sít Kim, Huynh Quang, Sít Tầm Ban, Đạo hữu Phật Pháp 219. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 308. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ra thành ảnh thầy gia sa quần đà mỹ bút thô ma hệ sĩ thăng tất hà gá tô lô phú tắc mô sắp phá gá rù huy chết tắc cô lô ca sơ sa thai chá ná đầm mô cô huy đô quần đà mô hành tầng ná ra phù chá này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, siêu năng vô lượng. Tử đế Ngài đã tinh tường, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tam mô Bát Đi Bồ Tát Sa Sa Thu Nô Lô Ca Nam Mạnh Thá Sa Vi Na Ca Rô Cô Sắp Pa Nhu Bút Tháp Pa Ti Phù Ti Sành Nhã Tô Vành Đà Ma Hành Tăng Na Ra Phù. Cha này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai soi sáng vạn mạng vô minh phá tan làm đặc chúng sinh, đây dẫn Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sanh khô với số thô chú ta sa sa quá cô xích kha xúc ca mô quá ra thầm mất xích kha cô nền đà vất sẵn sa đi a na đá rô quá rô hoành đà mất hành tầng đá ra phù. Cái này giác cần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng thì đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tận nát tế gia tề chề nát sẽ khà mê ê tu quá tha năng tá xa vi à nú phà huề nát sẽ hát xa dê nát sẽ chặt tốt. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con quá thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 308. Mời quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Câu đầu tiên: Xây vô vô lô phút tô. Xây vô vô tô phút tô. Xây vô a vô vũ lô phút tô. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ ha. Xây vô là một, a vô vũ lô là hai, phút tô là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Chữ xây vô do cái từ xây ra. Nó là một tính từ trung tính,
Nhưng mà chữ say giá này được chia theo chủ các số ít Bà-tha-ma, Ekavachana-vipatti. Cho nên chữ say giá biến thành say-yô. Say-yô có nghĩa là tốt hơn. Say-yô là tốt hơn. Rồi cái từ thứ hai, Ayo-vu-lô. Ayo-vu-lô do hai từ cộng lại, tức là Ayo cộng với vu-lô. Ayo nó là một danh từ trung tính. Ô-ca-ran-ta na-pum-sa-ca-lin-ga. Chữ Ayo có nghĩa là sắc, sắc đồng kẽm chì rồi vân vân, thì Ayo có nghĩa là sắc. Alo, sắc ở đây chữ T ha, chứ không phải chữ C ha, có phải không? Xây cái gì vậy? Hù à? Gào gào. Lâu lâu cũng có chuyện này chuyện kia. Chữ sắc là chữ ayo, còn chữ gulo, chữ gulo do cái từ gula. Gula nó là một danh từ nam tính. Akarantapumlinga. Chữ gula có nghĩa là hòn cục ha, hòn cục. Nhưng mà chữ gula đó được chia theo chủ các số ít, bạch mang ekavachana vipatti, tí cho nên gula biến thành gulo. Vậy thì hai từ này đi chung với nhau, ayo gulo có nghĩa là cục sắt hay là hòn sắt, cục hòn miếng vân vân, hòn sắt ha. Rồi đây, như vậy là Ayurveda xong, còn chữ Putto. Putto đây là một dạng quá khứ phân từ nam tính, nhưng mà đứng làm chủ các số ít, cho nên chữ Putta nó biến thành Putto. Chữ Putto ở đây có nghĩa là được ăn vào hay là đã ăn vào. Được ăn vào hay là đã ăn vào. Rồi. Bây giờ nếu cái câu này thì thấy ý nghĩa là đã ăn vào cục sắt, tốt hơn được ăn vào hòn sắt, nhưng mà vẫn chưa được rõ ràng ha. Để câu số 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau thì chúng ta thấy nó dễ nghe hơn. Chứ còn nếu mà một câu thế này nghe kỳ cục quá. Câu số 2, tát tô ắc ghi sĩ khu ba mồ, tát tô ắc ghi sĩ khu ba mồ, tát tô ắc ghi sĩ khu ba mồ. Câu số 2 có hai từ ha, tát tô là một, ắc ghi sĩ khu ba mồ là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu chữ tát tô có nghĩa như thế nào. Tát tô nó là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính, nhưng mà nó được chia theo chủ các số ít, bà tha ma ekavachana vipatti, cho nên chữ tát tá biến thành tát tô. Tát tô có nghĩa là
đã cháy rực, đã được đốt nóng, đã được đốt nóng, đã cháy rực. Đã cháy rực, đã được đốt nóng rồi. Akishiku ba mồ, Akishiku ba mồ. Ở đây chúng ta thấy có ba từ đi chung ở trong này. Akki là một, Sikhi là hai, Upamo là ba. Vậy thì chữ chữ Akki đó là một danh từ trung tính. Ý karan ta nó phun sắc cả lửa, Akki có nghĩa là ngọn lửa. Rồi thêm một cái nữa, chữ Sikhi thì nó là một danh từ nam tính. Ý y karanta pung linga, chữ si khi này nó cũng cùng một cái ý nghĩa giống như chữ ắc ghi, có nghĩa là ngọn lửa. Hai cái cũng là ngọn lửa hết ha. Nhưng mà rồi chữ cuối cùng upamo, upamo. Chữ Upamo ở đây do cái từ Upama, Upama, Upama nó là một tính từ trung tính ha. Thì Upama ở đây ý nghĩa là tựa như, ví như, tựa như, ví như. Như vậy thì ắc ghi si khu ba mồ, ắc ghi si khu ba mồ, chữ Upama đó được chia theo chữ cách ha. Tức là bà tham ma ekamaka vipatti Upama biến thành Upamo. Chú ạ. Như vậy thì Akishiku ba mô có nghĩa là tựa như ngọn lửa, ví như ngọn lửa, tựa như ngọn lửa, ví như ngọn lửa. Rồi, bây giờ hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Seyo, Ayo, Kuro, Puto, Tato, Akishiku, Bamo. Seyo, Ayo, Kuro, Puto, Tato, Akishiku, Bamo. Hồn sắc cháy rực, tựa như ngọn lửa, được ăn vào là tốt hơn. Hồn sắc cháy rực, ví như ngọn lửa, được ăn vào là tốt hơn. Quý vị nghe ngộ ngộ ha, không sao, cứ làm sai đi rồi biết. Câu 1, câu 2, hồn sắc cháy rực, ví như lửa, được ăn vào là tốt hơn. Bây giờ chúng ta đến câu số 3. Câu số 3. Danh che phun chay giá đút xì lộ. Danh che phun chay giá đút xì lộ. Danh che phun chay giá đút xì lộ. Câu số 3 có 3 từ. Danh che là một, phun chay giá là hai, đút xì lô là ba. Chữ danh chê do cái đại từ dân cộng với chê. Thì cái đại từ dân, chữ danh đó, do đại từ giá, mà ở đây nó là một cái đại từ quan hệ trung tính.
Chữ giá biến thành chữ dân. Dân có nghĩa là việc nào, điều nào. Nhưng mà cộng với chữ chê thì chữ M có dấu chấm biến mất và nó xuất hiện chữ N có dấu ngã. Chê có nghĩa là nếu ha. Nếu việc nào, nếu điều nào, đó là ý nghĩa của từ danh chê. Danh chê điều nào, việc nào. Nếu việc nào, rồi nếu điều nào, rồi cái từ thứ hai phun chay giá. Phun chay giá ở đây nó là một động từ, nó là một động từ, nhưng mà căn ngữ của phun chay giá có nghĩa là căn ngữ phút. Đây là một động từ số ít, phun chay giá, phun chà tí ha. Thì ở đây nó có nghĩa là có thể ăn, có thể ăn phun chay giá. Rồi từ thứ ba đút xì lồ. Đút xì lồ, đút xì lồ ở đây chúng ta thấy có tiếp đồng ngữ đú ở phía trước, rồi tới chữ xì lồ. Vậy thì chữ đú tiếp đồng ngữ này có nghĩa là xấu, ác, tệ. Còn chữ xì lồ là do cái từ xì lá. Chữ xì lá có nghĩa là giới. Nhưng mà chữ si lá này nó được chia theo chủ cách số ít và tham án e câu quá cho nó bị phát tí, cho nên chữ si lá biến thành si lô. Vậy thì đút si lô có nghĩa là ác giới. Đút si lô có nghĩa là ác giới. Nếu tính theo câu này thì cũng khó mà nghe nó trọn vẹn ý nghĩa. Và bây giờ chúng ta đến câu số 4. Câu số 4 sẽ bổ sung ý nghĩa cho câu số 3. Rất thập bình đẳng a sanh nha tô. Rất thập bình đẳng a sanh nha tô. Rất thập bình đẳng a sanh nha tô. Chữ rất thập bình đẳng là một, a sanh nha tô là hai, nhưng mà cũng có sách viết rằng rất thập bình đẳng a sanh nha tô, rất thập bình đẳng a sanh nha tô. Thế vậy tức là dính liền với nhau, chứ không phải là nó rời ra hai từ. Thì dù nó rời ra hay là nó dính liền với nhau thì ý nghĩa cũng giống nhau ha. Quý vị cứ bình tĩnh, đừng có run chỗ này ha. Thấy nó dính liền nhau thì thấy sợ, không sao. Đó, nếu mà cắt ra có nghĩa là rất tha bình đăng rồi a sanh nha tô ha. Cho quý vị thấy rằng ồ, nó dính liền ra như vậy là sai rồi, cái chỉnh sửa cái nó, bởi vì ý nghĩa nó cũng giống nhau thôi. Mà khi mà nó dính liền ra, hai cái từ này dính liền nhau thì chúng ta thấy một cái chùm từ, một cái cụm từ nó dài quá, nhìn vô cái thấy rối ha. Nhưng mà đây với câu này rất, rất thập bình đẳng là một, a sanh nha tô là hai. Vậy thì chúng ta tìm hiểu ý nghĩa và cái cách đọc nó tương đối nó cũng dễ hơn. Chữ rất thập bình đẳng do cái từ rất thập bình
do từ ratha cộng với chữ binda. Ratha nó là một danh từ trung tính, akaran tanapum sakalinga. Ratha có ý nghĩa là quốc độ, là đất nước. Nó cũng giống giống cái từ ba đề sa ha, đất nước, quốc độ, vương quốc. Rồi cái từ thứ hai là bin đăng, do cái từ bin đá. Bin đá nó cũng là một danh từ nam tính, akaran tapung linga. Bin đá có nghĩa là vật thực, vật thí. Hai từ chữ bin đá này nó được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia quỷ phát tí ê có quá chẳng á, cho nên chữ bin đá biến thành bin đá. Tiếp là ngữ á có nghĩa là không, rồi tiếp là ngữ sân có nghĩa là tự mình hay là cùng với hay là hoàn toàn. Và căn ngữ chính của Asanyato có nghĩa là căn ngữ dâm, là thu thúc. Thu thúc. Và ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính ha. Asanyato là người không được thu thúc, người không thu thúc, tức là một người buông lung, một cái người dễ vui, một cái người phóng túng, một cái người quên mình, vân vân, thì gọi là Asanyato. Người không thu thúc ha. Như vậy câu 3, câu 4 cho chúng ta một cái ý nghĩa bổ sung nó mạch lạc khúc giác ha. Danh che phun chày giác út xì lô rắc tháp bình đằng á sành nhá tổ. Danh che phun chày giác út xì lô rắc tháp bình đằng á sành nhá tổ. Còn hơn là người ăn vật thực của quốc độ mà ác giới không có sự thu thúc. Còn hơn là người ăn nhờ vật thực của quốc độ mà ác giới và không có sự thu thúc. Như vậy câu Phật ngôn 308 cho chúng ta một ý nghĩa. Thà ăn vào hồn sắc cháy rực tựa như ngọn lửa, tốt hơn là người ăn nhờ thực của quốc độ mà ác giới không có sự thu thúc. Chúng tôi xin lặp lại toàn bộ ý nghĩa câu Phật ngôn 308. Thà ăn vào hồn sắc cháy rực tựa như ngọn lửa, tốt hơn là người ăn giờ vật thực của quốc độ mà ác giới không có sự thu thúc. Ngài Hòa Thượng Giới Đức hơi dài dòng một chút, làm thơ lục bát thế này: thà rằng sắc đỏ nuốt tươi, thà rằng lửa hực dầu sôi dạ dày, còn hơn ngửa bát trên tay ăn nhờ vật thực đông tây tín thành. Người ngu chẳng niệm điều lành, thân tâm ác giới loạn hành nhớ cho. Lời thơ của Ngài Giới Đức nó dài dòng quá, công nhận đúng là thơ thẩm thiệt. Thà rằng sắc đỏ nút tươi, thà rằng lửa hực dầu sôi dạ dày, còn hơn ngửa mắt trên tay ăn nhờ vật thực đông tây tín thành. Người ngu chẳng niệm điều lành, thân tâm ác giới loạn hành nhớ cho. Còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu rất là ngắn gọn, có bốn câu mà mỗi câu có năm chữ. Tốt hơn nuốt hồn sắc cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung,
ăn đồ ăn quốc độ tốt hơn nút hồng sắc cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. À, như vậy thì lỗi dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu nó sát nghĩa hơn ha, à, rõ ràng và ngắn gọn hơn. Còn của ngài Giới Đức dài dòng quá. Như vậy trong cái đề mà tư vấn ý nghĩa thì quý vị thấy có chỗ nào hơi lúng, có từ nào lúng cũng trong câu Phật ngôn 308? Rồi mời Xích Kim. À, con xin chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Sư à, con không hiểu cái chữ quốc độ nó khác với quốc gia như thế nào. Quốc độ có nghĩa là gì vậy sư? Con không hiểu quốc là quốc gia, độ là độ trì, hộ trì hay cái gì sư? Con không biết, xin sư giải thích cho con. Con cảm ơn Trạm Bích Lợi ạ. À, à, có ai giải thích dùm cho Sít Kim hiểu không? À, chữ quốc độ, à, ở đây cái thà ăn cái gì vậy? Cái câu dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu, thà ăn à, tốt hơn nút hồng sắc ha, cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Chữ quốc độ ở đây là rắc tha bình đẳng hả? Rắc tha bình đẳng, chữ rắc tha bình đẳng, chữ rắc tha là quốc độ, à, vương quốc, cũng giống như ba đề xa hả? Trong cái câu câu 38 điều hạnh phúc đó, thì cái câu mà Bát Đề Xa cũng là quốc độ, cũng là vương quốc, cũng là quốc gia. Còn chữ độ này là cái gì đó? À, chữ độ này nó có chữ chữ bình đẳng là sao? Độ là ăn hả, vật thực ha, vật thí nè, vật thực nè. À, rắc tha bình đẳng là quốc độ, tức là vật thực trong cái nước đó độ. Chữ rắc tha còn có nghĩa là đất nước quốc độ, nhưng mà chữ bình đá thì nói lên vật thực vật thí. Cho nên những cái gì mà thuộc về đoàn thực trong cái vị trí đó, trong đất nước đó, trong thủ đô đó, trong cái vương quốc đó thì ở đây được gọi là quốc độ. À, có ai có ý kiến về cái từ này không? Alo, cầu cứu bà con. À, Sĩ Kiệm có ý kiến tiếp hả? Biết kiến liền, trời ơi biết kiến liền mà còn đưa tay nữa. Thôi đưa tay nói đi. Thưa sư, con vô trong Google đó, con thấy trong trong tra tự mà tự điển mà Hán Nôm đó sư, nghe nó cha từ độ trong đây hữu nhân thử hữu thổ, có người thì có chỗ ở quốc thổ, như ngài mới sinh gọi là sơ độ. À, nhưng chứ có chữ độ trong đây nghĩa là cái ngài mới qua cho ở, có chỗ ở đó sư. Độ độ là mình hỗ trợ cho nó gọi là sơ độ, chứ từ điển Hán Nôm mới sư, chứ tiếng Việt nói độ là chế độ, là cái chế độ độc tài, là cái chủ nghĩa độc tài. Còn chữ độ cha chữ độ thôi là sơ độ đó sư, tức là cái mới lợi đó thì còn sơ sơ cơ, còn chân ráo chân nước gì đó, còn mới lợi chưa biết trời đất gì trơn á, chưa biết chỗ nào á, thì người ta là còn sơ cơ, rồi có cái chỗ ở mà mới ở đó, rồi cái quốc gia nó cho mình cái chỗ ở chỗ đó, nó hỗ trợ cho mình. Con nghĩ vậy đó sư, con biết tại sao cái chữ quốc độ
thôi con chết rồi, con biết chết liền, con chỉ nghĩ vậy thôi, con không hiểu rõ nó là cái gì nữa. Dạ thôi con xin trả máy lời ạ. Ai sa thủ chứ kem à, do cái từ săn gà há, săn gà há có nghĩa là tiếp độ, tế độ à, cái đất nước đó nó cưu mang, cái đất nước đó nó nâng đỡ, cái vị trí đó nó cho chúng ta một cái chỗ sống, thì cái từ săn gà há hay là tiếp độ hay là tế độ à. Thì như vậy chế độ ở đây không phải là ăn vật thực, nhưng mà rất thấp bình đẳng à, có chữ bình đa bình đẳng hay sao là vật thực nữa mới khổ à, chúng ta hiểu lầm thành ra quốc độ, tức là cái nước đó ăn uống đồ này kia ha, không phải chế độ đó là do chữ săn gà ha cưu mang ha, hỗ trợ cho chúng ta được sống trên cái đất nước đó à, gọi là quốc độ. Rồi xin nhật quỳnh có ý kiến à, xà thủ Nam mô Bụt Thầy, dạ con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh ơn hiểu con này không có biết kháng gì hết đó sư, kháng hẹp con không có kháng rộng luôn. Nhưng mà cái suy nghĩ của con ô quốc là nước, là một cái nước, một cái quốc gia. Còn độ thì cái nước đó giúp cho mình cái vật thực, thì con nghĩ đơn giản vậy thôi, trước là mình ăn cái vật thực trong cái nước đó mình ở mà trên đã cưu mang mình, con nghĩ đơn giản vậy thôi. Thì con kính nhân mít đến ngài ạ. À, như vậy là sinh nhật Quỳnh rồi, Sức Kim cũng đúng. Vậy thì cái từ quốc độ, cái từ độ đây chúng ta hiểu là tế độ à, tức là cưu mang à, hỗ trợ giúp đỡ cho chúng ta trở nên một người công dân tốt à, trong cái đất nước đó à, vậy thì cái chữ quốc độ chúng ta hiểu ý nghĩa là như vậy à, rồi từ từ, còn nếu mà quý vị hiểu sâu xa hơn ha, rồi vào ngày Chủ nhật gặp ngài Liễu Tông đi, rồi hỏi quốc độ là gì, rồi ngài sẽ tế độ cho chúng ta, tức là sẽ giải thích cho chúng ta được rõ. Rồi bây giờ trở lại bài học ha, à, qua 5 giờ rồi, còn 1 tiếng rưỡi nữa thôi. Xây dù dù cú lồ phút tổ tát tổ ác quy sĩ khù ba mồ à, rồi bây giờ câu 1 câu 2 ha. Xây dù a dù cú lồ phút tổ tát tổ ác quy sĩ khù ba mồ xây dù a dù cú lồ phút tổ tát tổ ác quy sĩ khù ba mồ Câu 1, câu 2, thấy dễ quá cho nên Sĩ Thanh Hoàng cười liền ha. Rồi, mời Sĩ Thanh Hoàng hoan hỷ với câu 1, câu 2 cho nên cười ha. Rồi, mời Sĩ Thanh Hoàng trường âm, đoạn âm sao đây? Alo, cười xong cái là không dám đưa tay nữa chứ, khổ thiệt. Khó quá mà khi dễ cười ha. Rồi, lên phân tích trường âm, đoạn âm đi. Làm cái kiểu này thấy khó hay dễ gì cũng không dám cười ha. Bởi vì lỡ cười cái là thấy, à rồi, sao phân tích đây? Chưa cầm được mic, rồi, thế không cầm được mic mà cũng cười, khổ thiệt. Đấy, cầm được micro mới dám cười, chứ còn bây giờ không cầm được mic mà cười. Rồi, alo, xin mời chiếc lá mùa xuân. Bây giờ cũng
chuẩn bị hết mùa xuân rồi, qua mùa hạ rồi, không biết là lá đã héo rồi hay là có còn mùa xuân nữa hay không. Xin mời. Con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng các chư tôn đức tăng, con kính chào và toàn thể đạo tràng. Thưa sư, là không phải con cười vì hai câu đó đâu, con bị oan ạ. Con cười là vì chị Meta, chị Nhiệt Huỳnh lại bảo là sư ngài cho ăn con lươn ạ. Nhưng thôi, con cũng phân tích ạ. Sayo ago Ajo Gulo Buto Tato Agisi Khu Pamo. Say là trường âm nhấn ạ. Yo là trường âm ạ. Á là đoạn âm ạ. Yo Gulo là ba trường âm ạ. Bút là trường âm nhấn ạ. Tô là trường âm thông thường ạ. Tato Tát là trường âm nhấn ạ. Tô là trường âm thông thường ạ. Á gí xí khú pá mô là á là đoạn âm ạ. Á là trường âm nhấn ạ. Gí xí là đoạn âm ạ. Khu là trường âm thông thường ạ. Pá là đoạn âm ạ. Mô là trường âm. Vậy câu thứ nhất có hai trường âm nhấn là say và put ạ. 3, 1, 2, 3, 4, 5 trường âm thông thường là yo, yo, gú, lô, tô ạ. Và một đoạn 3 trường âm nhấn con nhầm. Á là trường âm thông thường ạ. Á là đoạn âm ạ. Còn câu 2 là 1, 2, 2 trường âm nhấn là tát và á. 1, 2, 3, 3 trường âm thông thường là tô, khu, mô ạ. Và 3 đoạn âm là gí, xí, pá. Dạ, con xin hết ạ. Con sai thì sư chỉ cho con ạ. Con kính tri ân sư ạ. Alo, 1, 2, 3. Xin Thanh Hoàng. Mấy ngày này trốn học ha. Rồi đi lung tung ở đâu không biết nữa. Bây giờ mới vào room lại thấy làm rối đội hình luôn. Chữ vô gú lô mà phân tích nhiều vậy thì chết rồi. Alo, xin mời chiếc lá mùa xuân. Cho mùa xuân nó tươi mát lại chút đi, cho còn Sít Thanh Hoàng là thấy bị rối đội hình rồi ha. Xin mời Sít chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức, con xin chào đạo tràng. Con xin đọc câu câu 1 và câu 2 ạ. Sayo ayo gulo futo tato akisiku bamo. Sayo ayo gulo futo tato akisiku bamo. C là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, gú là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, put là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Như vậy câu 1 thì có là hai trường âm nhấn, bốn trường âm thông thường và hai đoạn âm. Câu 2 thì có tát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, dí xí là hai đoạn âm, khu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm. Như vậy hai có một, một hai và ba trường âm thông thường và hai trường âm nhấn, là ba đoạn và ba đoạn âm. Con xin đọc lại. C
Tato Dạ con xin xuống mắt. Alo, xin chào chiếc lá mùa xuân mà cái giọng đọc không thấy mùa xuân chút nào hết. À, đọc có thành ra mùa hạ rồi. Sao mà hôm nay không được khỏe hay sao mà coi như chiếc lá mùa xuân đọc nghe buồn quá. Rồi đọc lên cho nó vui vẻ mùa xuân chút chứ. Nhưng mà sao mà người ta tặng hoa nhiều quá thế này nè. Chắc có lẽ là phân tích đúng. Tuy nhiên phải có người thứ ba để xác minh lại coi là như là xích chiếc lá mùa xuân hay xích thanh hoàng đúng ha. Xin mời xích Hà. Alo, xích Hà có chiếc máy không ạ? Xà thủ, xà thủ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mà, Nam mô Sằng Khẩn Giá, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú 308. Say yo a yo gu lô phu tô tát tô áp di si khu ba mô. Say là trường âm nhấn, yo là trường âm thông thường, á là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, rú là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, phú là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Trong câu 1 thì con thấy có hai trường âm nhấn là c và phú, còn mà có bốn trường âm thông thường là vô, 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 lô, tô, và có hai đoạn âm á và vú, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2 là tách thô át dí xí khu bá mồ. Tách là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, dí là đoạn, dí xí là hai đoạn âm, khu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm và mô là trường âm thông thường. Thì trong câu 2 có hai trường âm, nhấn là tát và át, có ba trường âm thông thường là tô, khu và mô, có ba đoạn âm là dí, xí và bá. Dạ con xin xuống bếp, có sai xin ngài sửa cho con. Alo, 123, 123. Câu 1, câu 2. Say yo, ayo, gulo, pato, tato, ak, visi, khu, ba mô. Câu 1, câu 2. Qua ba sự phân tích thì chúng ta thấy nhật tân, nhật nhật tân, trụ nhật tân tức là mỗi người đều có cái đúng và cũng có cái sai, mà người mà có cái sai nhiều á tức là vạn sự khởi đầu nan ha. Xích Thanh Hoàng thì coi như hơi lúng túng một chút, trên này có sự phân tích hơi không được tự tin ha. Rồi thứ hai là xích chiếc lá mùa xuân ha. Nhưng mà thật sự thành ra mùa hạ rồi, không còn mùa xuân, nghe hơi buồn buồn. Nhưng mà phân tích cũng cũng rõ ràng, nhưng mà rõ ràng hơn hết là xích xích Hà. Sáng hay là thay tập thể dục bằng cái phổi nó rồi, khổ thiệt. Như vậy thì ba người này quý vị thấy rằng bổ sung cho nhau ha, mỗi người hay là một chút sơ sót, rồi người thứ hai tương đối, rồi người thứ ba hoàn chỉnh. Như vậy thì câu 1, câu 2 ha.
Còn ai thắc mắc không? Alo, câu 1, câu 2, có ai thắc mắc không? À, im ru ha. Rồi, như vậy im lặng tức là chấp nhận phải không? Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 3, câu số 4. Câu số 3, câu số 4. Danh che phun chay gia đút si lô rách tha bình đằng á sành nha tổ. Danh che phun chay gia đút si lô rách tha bình đằng á sành nha tổ. Danh che phun chay gia đút si lô rách tha bình đằng á sành nha tổ. À, câu 3, câu 4. Bây giờ chúng ta đi vào câu 3, câu 4 ha. Alo, Sĩ Chuyên có khỏe không? À, Sĩ Chuyên có bận rộn gì không? Bây giờ phân tích dùm câu 3, câu 4. À, Sĩ Chuyên có chút máy mà. Rồi, như vậy thấy chị vào ủng hộ. À, quá dữ vậy ha, trên máy bay. Ghê thiệt. Rồi, như vậy là Sĩ Chuyên có thần thông ha, bay trên hư không. Xin mời Sĩ Phố Biển, lâu quá Sĩ Phố Biển không biết còn nhớ không ạ. Alo, Sĩ Phố Biển ơi, đã nhận được quà của Sĩ Phố Biển do Sĩ Liên Hoa. À, đem tới chùa rồi ha. Cảm ơn Sĩ Phố Biển rất nhiều. Alo, Sĩ Phố Biển có chút máy không? Rồi. Im ru bà con ơi. À, câu 3, câu 4 khó quá. Cho nên mời hai người, một người sợ quá lên máy bay rồi. Rồi, còn chiếc này ở dưới nước nè. Nhưng mà thấy cũng bị cái gì đó không biết đó, bị bão hay bị giông gì đó ở ngoài biển rồi, Phố Biển Quy Nhơn. Rồi mời Sĩ Xuất Khá. Alo, có rảnh không? Sĩ Xuất Khá có chút máy không? À, Sĩ Xuất Khá thấy cũng rồi. Sa thủ Sĩ Xuất Khá để đưa tài xin mời. Alo, con cảm ơn cô Như Khoa, ơn các cô cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ thỉnh tọa chí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng với cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin phân tích ạ. Số 3 và số 4 câu kinh 308. Răn chê phun chây dắt đút si nô dắt tháp bình đằng át xanh nhát tù. Răn là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, phun chây là hai trường âm nhấn, giá là âm, giá là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, xin là trường âm thông thường, nô là trường âm thông thường. Đã, câu này có hai loại trường âm nhấn gồm có răn, phun, chây, đút là bốn trường âm nhấn, chê, si, nô là ba trường âm thông thường và có chữ giá là đoạn âm. Rát tháp pinh đăng át xanh nhát tù. Rát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, pinh đăng là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, xanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Đã, câu này có ba loại trường âm. Rát xanh là trường âm nhấn, pinh và đăng là
Trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thá nhá là hai đoạn âm. Á là đoạn âm là thành ba đoạn âm, còn có một tô là trường âm thông thường. Dạ con đã phân tích xong ạ. Dạ con kính thỉnh sư niệm bích ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Sư Xu Khá ơi, sinh hoạt đạo tràng đã lâu rồi mà tại sao chữ Binh chữ Đăng mà nói rằng đây là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Quốc Chữ Binh và chữ Đăng tại sao gọi đây là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Như vậy là hù bà con ha, hay là tạo một cái điểm sai để coi bà con có theo dõi hay không ha. Thích Xu Khá, rồi bây giờ mời người thứ hai. Xin mời Sister Man, tại sao hôm nay tập thể dục dữ vậy, chạy vô chạy ra ha? Không biết âm thanh thế nào, cầm được micro không? Câu 3, câu 4, xin mời Sister Man. Alo, alo. Dạ, cho con xin bài học đi. Dạ, cho con xin phân tích câu 3 và câu 4. Kinh Pháp Cú số 308. Dâm chê phình chày giá đúc si lô. Alo, Sister Man, thấy hai câu này khó quá, cho nên đưa tay đầu hàng ha. Không có nói năng gì hết, mà cái đưa tay đầu hàng kiểu này là thấy thua rồi. Alo, Sister Man, nghe rõ không? Cầm micro ha. Rồi, xin mời Sister Man cầm mic. Rồi, cầm micro nha. Dạ, cho con xin bài học. Con xin phân tích câu 3 và câu 4 trong câu kinh Pháp Cú số 308. Dạ. Con chưa có. Dạ. Dâm chê phình chày giá đúc xì lô. Chữ dâm là trường âm nhấn, chữ chê là trường âm thông thường, chữ phình là trường âm nhấn, chữ chay là trường âm nhấn, chữ giá là đoạn âm, chữ đúc là trường âm nhấn, chữ si là trường âm thông thường, chữ lô là trường âm thông thường. Câu 4 là rất tháp bình đá má xanh nhát tô, rất là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, bình là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, má là đoạn âm, xanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô âm. Dạ. Vậy cho con xin hết, xin thầy sửa bài giùm con. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cho xin bài học đi. Đưa bài học lên. Đọc cho quốc. Nếu mà trong trong sách vở thì nhìn vô trong đó, đọc cái câu 4. Ratha bình đa ma sanyato thì không sao ha.
Nhưng mà đây cho xin bà học đi, đưa bà học lên Ratthabindang Asanyato chứ không phải Ratthabinda Masanyato ha. À, như vậy thì xin bài học làm gì vậy? Thà đừng có xin bài học mà nhìn qua trong sách đó, đọc cái câu số 4 theo trong sách thì không sao ha. Mà bây giờ xin bài học, đưa bài học lên ai cũng thấy rõ hết trơn. Mà đọc Ratthabindang Asanyato nhớ ha, thì phải phân tích theo bài học chứ. À, như vậy thì coi xin bài học để mà chơi vậy thôi ha. Vẫn nhìn vô trong sách. À, thì cái câu số 4 có hai cách. Một là Ratthabindang Asanyato, hai là Ratthabinda Masa. À, hai câu nào cũng đúng hết đó. Rồi, thôi được rồi, mời người thứ ba. Người thứ ba là ai đây? Alo, Sĩ Tâm Phương, hồi nãy giờ ngồi im ru à. Phân tích câu 3, câu 4, Sĩ Tâm Phương. Wow, vậy cũng ngồi chơi xin nước rồi. À, thấy bàn tay, xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Khai giá, con kính đảnh lễ ngài. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4, nhưng mà cái câu 4 này con cũng chưa tự tin mấy, cho nên con cũng nói trước với thầy. Là có gì con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ. Yang che pun dây giá đút Si lô rát tha bình đăng át san nhát tôn trình cái câu ba chữ văn đi là chữ văn đây là trường âm ngắn, chữ chê là trường âm thông thường, chữ phun là trường âm ngắn, và chữ chữ dây là trường âm ngắn, và chữ giá là đoạn âm, chữ chữ đứt là trường âm ngắn âm thông thường, chữ lô là trường âm thông thường. Và cái trong câu này thì trường âm ngắn thì có chữ văn là một, và chữ chữ chay chữ quân là hai, chữ chay là ba, và ba chữ 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 đứt là bốn, bốn trường âm ngắn. Và còn trường là một, và chữ chữ lô là hai, chữ si là ba, chữ chữ xí là ba, ba trường âm thông thường, và chữ đoạn âm là chỉ có một thôi. Dạ, còn cái câu 4, câu 4 là chữ rắc là trường âm ngắn, chữ tha là thá là đoạn âm, chữ pin là chữ 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 pin là trường âm ngắn, và chữ chữ đăng là đoạn âm, chữ á là đoạn âm, chữ xanh là trường âm ngắn, chữ chữ nhá là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường. Dạ, thì cái câu này có trường âm ngắn thì có chữ rất là một, chữ rất là một, chữ pin là hai, chữ hai với chữ xăng là ba, và ba trường âm ngắn. Cái câu 4 này con cũng con hơi 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 bị phân phân cái chữ này. Dạ, thì có chữ có ba, ba đường âm ngắn chữ xăng là một, chữ rắc là hai, chữ chữ hai trường âm ngắn. Dạ, còn chữ đoạn âm thì có một, và chữ tha là một, chữ chữ pin là hai. Rồi cái câu bốn này thì con cái câu bốn này chắc có lẽ con phải xin ngài lại, thì cho con suy nghĩ lại đi, con cũng hơi phân ấy. Câu bốn đi, và con xin nhường mic lại cho ngài 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 sửa giùm con, vì chỉ dấu chấm nhiều quá, con cũng
loạn trí. Dạ con nói thật dạ. Ồ, sa thủ Thích Tầm Phường thấy mục rùi nhiều quá cái thấy rối ha, cho nên chữ đăng á nó đó là một đoạn âm khổ đế thiệt, chữ đăng mà đoạn âm bởi vì nó có hai cái dấu chấm luôn, hai cái mục rùi luôn, à cho nên thấy nhiều mục rùi quá thôi cho nó đoạn âm đại. À, rồi chữ chữ si đọc và thành xí mà cũng là trường âm thông thường luôn, hay thiệt. À, nhưng mà khổ một cái là đã rào đón trước rồi, à, cho nên quý vị cũng thông cảm ha. À, bây giờ để rút ngắn thời gian ha, còn chỉ có 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. Chỉ danh chê phun chay giá đút si lô ha, đọc nhanh chút, danh che phun chay giá đút si lô, chỉ danh là trường âm nhấn, chỉ che là trường âm thông thường, chữ phun là trường âm nhấn, chữ chay là trường âm nhấn, chữ giá là đoạn âm, chữ đút là trường âm nhấn, chữ si chữ lô là hai trường âm thông thường. Vậy thì câu 1, à câu số 3. Chúng ta thấy trường âm nhấn có chữ danh là 1, chữ phun là 2, chữ chay là 3, chữ đút là 4 trường âm nhấn. Trường âm thông thường có chữ chê, chữ si, chữ lô. Đó là 3 trường âm thông thường. 3 trường âm thông thường với 4 trường âm nhấn là 7 trường âm. Còn lại một đoạn âm đó chính là chữ gia. Một cái câu à, có 8 từ thì chúng ta thấy à, chia ra à, bao nhiêu trường âm thông thường thì còn lại bấy nhiêu là đoạn âm à. Rồi như vậy là câu số 3, quý vị có ai thắc mắc không? Câu số 4, rất tháp bình đẳng a san nha tô, rất tháp bình đẳng a san nha tô, chữ rất là trường âm nhấn, chữ tha là đoạn âm, chữ bình là trường âm nhấn, chữ đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a là đoạn âm, san là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. À, xin Nhật Quỳnh đưa lên chữ tha, chữ binh là sao? À, câu số 4, chữ rắp là 1, chữ binh là 2, chữ xanh là 3. Đó là 3 trường âm. Rồi, chữ tô là trường âm thông thường, chữ đăng là trường âm thông thường. Vậy thì chúng ta thấy 3 trường âm nhấn ha, 1 trường âm thông thường, 1 trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tất cả là 6 trường âm ha. Vậy thì đoạn âm còn là 2, đó chính là chữ á và chữ nhá. Chữ á và chữ nhá đó là 2 đoạn âm. Rồi, câu số 4, có ai thắc mắc gì không? Chữ thá là sao, Sĩ Kim Nhung? À, chỉ thêm chữ thá nữa. Chữ thá, chữ á, chữ nhá. Đó là 3 đoạn âm, xin lỗi. À, 3 đoạn âm. Rất là 1, thá là 2, binh là 3, đăng là 4, á là 5, xanh là 6, nhá là 7, tô là 8. À, câu này cũng có 8 từ. À, thì trong 8 từ đó chữ rất là 1 nè, chữ chữ xanh là 2, chữ binh là 3, đó là 3 trường âm nhấn ha. 3 trường âm nhấn, 1 trường âm thông thường là chữ tô và 1 trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ đăng. Vậy thì ở đây à, chúng ta thấy
có năm trường âm ha, rắc là một này, bin là hai, đăng là ba, sân là bốn, tô là năm và đăng là sáu ha, sáu trường âm. À, sáu trường âm và ba đoạn âm. Chữ thá là một này, chữ á là hai, chữ nhá là ba. Rồi như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành câu số 4 ha. Rồi câu 3, câu 4. Qua sự phân tích của Thích Tâm Phương, Thích Tự Mên, Thích Xu Khá, chúng ta ôn lại. Quý vị có gì thắc mắc không? À, thôi bây giờ chúng ta đã phân tích xong ha. Bây giờ giọng đọc của chúng ta ôn lại những cái gì chúng ta đã phân tích cho giọng đọc của chúng ta được ổn định. Sayo ayo gulo phuto tato akisiku ba mo yanche phun chay yadusi lo rattha bindang asanyato. Sayo ayo gulo phuto tato akisiku ba mo yanche phun chay yadusi lo rattha bindang asanyato. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai: Sayo ayo gulo phuto tato akisiku ba mo yanche phun chay yadusi lo rattha bindang asanyato. Sayo ayo gulo phuto tato akisiku ba mo yanche phun chay yadusi lo rattha tha bình đẳng a sanh nha tô. Tốt hơn nút hồng sắc cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Alo, sĩ sinh hoàng nghe nghe không vô cho nên nó không nghe ha. Rồi chạy ra lấy trấn chạy vô chắc chắn sẽ nghe được. Kính lễ thượng tọa Thanh Tâm vừa đến với pháp hội. Như vậy trong cái đọc, quý vị nhớ dùm cho đọc một lần hai câu, không nên dừng lại câu thứ nhất. Mặc dù nó là trường âm, nhưng mà dù nó là trường âm cũng phải ráng mà chạy qua câu số 2, dừng cuối câu số 2, chứ không nên đọc từng câu một ha. Mà đọc một lần hai câu chắc chắn là hơi sức của quý vị đủ sức qua cầu. Còn nếu mà quý vị coi như hay hơn nữa, đọc lòng bốn câu đi. Còn nếu mà coi như chắc ăn á, thì đọc lần hai câu này. Tới chỗ si khu ba mồ ha, tới đó nghỉ. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị thể hiện giọng đọc của mình, không được đứt đoạn mà dừng lại câu số 2 hoặc là dừng lại câu số 4, câu số 4. Rồi, xin mời sĩ xuất khác. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang, cô Nhật Quỳnh, cô Miết Tha cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Dạ, con kính lễ thượng tọa Chi Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc trước ạ. Câu pháp cú 308. Sayo ajo gulo futo tato akisiku pa mo dằn chề phun chầy rát út xì lồ rát tháp bình đằng át sành nhát tù. Sayo ajo gulo futo tato tổ ác đi si thù pa mồ dằn chề pùn chầy ra đút xì lồ ra thua tháp bình đằng át sành nhát tổ xây dồ a dồ vũ lồ phút tổ tát tổ ác kí si khủ pa mồ dằn chề pùn chầy ra đút xì lồ ra tháp bình đằng át sành nhát tổ xây dồ a dồ vũ lồ phút
tổ ta tổ ác hi si khổ ba mồ dằn chề phùn chầy ra đốt xì nổ ra bình đẳng ác sành nhát tổ tôn nuốt hòn sắt cháy đỏ như than hồng hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Đó là bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Thà rằng sắt đỏ nuốt tươi, thà rằng nửa hực dầu sôi dạ dày, còn hơn ngựa bát trên mây ăn nhờ vật thực đông tây tín thành. Người ngu chẳng niệm điều lành, thân tâm ác giới loạn hành. Nhớ cho đó là khổ thơ của Hòa Thượng Duy Đức, tạo một cái mắt con hơi kém nên còn đeo kính nên nhìn không được rõ, đọc không biết có đúng không. Dạ con đã đọc bài xong ạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Như Quang. Dạ bây giờ con xin xuống mic, dạ con kính mời cô chú tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết nghe rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Sư Thanh Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú 308 ạ. Say yo a yo gu lô phút tô tánh tô ắc ghi si khu ba mồ danh chê phun chay gia đút si lô rát tha bình đăng a sanh nha tô say yo a yo gu lô phút tô tạc tô ắc ghi si khu ba mồ danh chê phun chay gia đút si lô rát tha bình đăng a sanh nha tô say yo a yo gu lô phút tô tạc tô ắc ghi si khu ba mồ danh chê phun chay gia đút si lô rát tha bình đăng a sanh nha tô tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như than hồng hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và thà rằng sắt đỏ nuốt tươi, thà rằng lửa hực dầu sôi dạ dày, còn hơn ngựa bát trên tay ăn nhờ vật thực đông tây tín thành. Người ngu chẳng niệm điều lành, thân tâm ác giới loạn hành nhớ cho. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo tràng. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Như Quang, chị Nhật Huỳnh, cảm ơn đạo tràng. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 308 ạ. Say yo a yo gu lô phút tô tát tô ác ghi si khu ba mô danh chê phun chay gia đút si lô rát tha bình đẳng a sanh nha tô say yo a yo gu lô phút tô tát tô ác ghi si khu ba mô danh chê phun chay gia đút si lô rát tha bình đẳng a sanh nha tô tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như than hồng hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thà rằng sắt đỏ nuốt tươi, thà rằng lửa hực dầu sôi dạ dày, còn hơn ngửa bát trên tay ăn nhờ vật thực đông tây tín thành. Người ngu chẳng niệm điều lành,
Thân tâm ác giới loạn hành nhớ cho là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Kính cảm ơn chị Như Quang và chị Nhật Quỳnh. Dạ. Mến chào Hà. À, mến mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào đạo tràng và kính cảm ơn chị Nhung. À, bây giờ con xin trả bài 308. Seyo ayo gulo futo tatto a chisi ku babo yan che pung che ya duk si lo ratat bình đăng a san nya to Seyo ayo gulo futo tatto a chisi ku babo yan che pung che da duk si lo ratat bình đăng a san nya to Seyo ayo gulo futo tatto a chisi ku babo yan che pung che da duk si lo ya duk si lo ratat bình đăng a san nya to. Tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới bung lung lung ăn đồ ăn quốc độ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thà rằng sắc đỏ nuốt tươi, thà rằng lửa hực dầu sôi dạ dày, còn hơn ngửa bát trên tay ăn nhờ vật thực đông tây tính thành. Người ngu chẳng niệm đều lành, tâm thân tâm ác giới loạn hành nhớ cho. Hòa Thượng, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin trao mic cho vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn anh Dư Quang. Dạ, cảm ơn dạ, chị Mita Kim Hoàng, Thanh Hoàng. Dạ, đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu Phúc Cú số 308. Dạ, say yo ayo gulo futo tato agisi agisi khu pa mo yan che pu chay ya dut silo silo chatha pindang asay nyato say yo ayo ayo gulo futo tato at Agisiku mam papo yang che bun ye ya dut silo ratap bin dang asay nyato hơn nút hồn sắc cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới bung lung ăn đồ ăn quốc độ. Dạ, cái đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thà rằng sắc đỏ nuốt tươi, thà rằng lửa hực dầu sôi dạ dày, còn hơn ăn nhờ vật thực đông tay tiến thành. Người ngu chẳng niệm điều lành, thân tâm ác giới loạn hành nhớ cho. Vào nãy là đầu tiên con muốn giơ tay là con nói về cái chữ quốc độ thầy. Và theo cô nghĩ là cái chữ quốc độ nó rất là rộng, mà nhất là cái danh từ của Việt Nam mà nó rộng rãi. Nhưng mà cái câu quốc độ nó dùng chung cho cái bài học hôm nay là nói về quốc độ là thức ăn của bá chúng mà cúng dường, gọi là quốc độ là đồ ăn. Dạ, thì con theo ý con là như vậy đó. Vì cái danh từ của Việt Nam mà nó rộng rãi và nó dùng cho nhiều cái danh từ từng chỗ đó, thành ra con cũng xin có một cái nhỏ nhỏ đó. Con xin nhường lại cho cái vị. Dạ, con xin lãnh lễ quý sư và đạo tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 308. Seyo ayo gulo futo tatto akisiku. Không,
con xin sám hối, con xin đọc lại. Say yo a yo gulo futo tato a kisiku bamo yan che fun che yadut si lo ratap bin dang asang nyato. Say yo a yo gulo futo tato a kisiku. Say yo a yo gulo futo tato a kisiku bamo yan che phun che ya dut si lo rat tha bình đằng a sang nhát tô. Tốt hơn nuốt hòn sắt, trái đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung, ăn đồ ăn quốc độ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Say yo a yo gu lo phu tô tát tô a ki si khu ba mô yan che phun che ya đút si lô rách tha bình đằng a san nhát tô. Thà rằng sắc đỏ nuốt tươi, thà rằng lực lửa hực dầu sôi dạ dày, còn hơn ngửa bát trên tay, ăn nhờ vật thực đông tây tính thành. Người ngu chẳng niệm điều lành, thân tâm ác giới loạn hành chớ nhớ cho, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin xuống mít ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, không biết sư Thanh Tâm còn không có, cũng chào luôn nữa. Các cô tư nữ và quý vị Phật tử, con đọc kinh đọc kệ luôn nghe sư, tại con phải đi rửa chén nữa, con lau nhà nữa. Dạ cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu rõ Thiên Vũ, Như Quan Cần, Nhật Quỳnh, Hồng Kim Nhung. Dạ cảm ơn quý vị ha. Nghe rõ ha. Con đọc kinh đọc kệ luôn cho rồi đây. Dạ con xin đọc kinh Pháp Cú câu 308. Say yo a yo gu lo phúc tô tắc tô ắc ki si khu ba mô danh chề bùng chề giá đúc si lô rắc tha bình đằng a san nha tô. Say yo a yo gu lo phúc tô tắc tô ắc ki si khu ba mô danh chề bùng chề giá đúc si lô rắc tha bình đằng a san nha tô. Say yo a yo gu lo phu to tắc to ak ki si khu pa mo yan che bung che ya duk si lo rak tha pin dang a san nya to. Say yo a yo gu lo phu to tắc to ak ki si khu pa mo yan che bung che ya duk si lo rak tha pin dang a san nya to. Tốt hơn nuốt hòn sắt, trái đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung, ăn đồ ăn quốc độ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã cho bông. Mời quý vị khác kế tiếp ha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho con biết tín hiệu âm thanh rõ. Con xin trả bài câu Pháp Cú 308 ạ. Si yo a yo gu lo phu to tat to ak ki si khu pa mo yang che phun che ya du si lo rat tha bin da ma sang ya to. Si yo a yo gu lo phu to tat to ak ki si khu ba mô yang che phun che ya du si lo rat tha bin da ma sang nha to. Con xin đọc bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tốt hơn nuốt hòn sắt, trái đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung, ăn đồ quốc ăn đồ ăn quốc độ. Say yo a yo gu lo phu to tắc to ác ki si khu ba mô yang che phun che ya du si lo rat tha bin da ma sang nya to. Say yo a yo gu lo phu to tat to ak ki si khu ba mô
Yang che phun che yadus silo ratha bin dhamma sang nyato. Con xin mà đọc bản chủ ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Thà rằng sắc đỏ nước tươi, thà rằng lửa hực dầu sôi dạ dày, còn hơn ngựa bát trên tai, ăn nhờ vật thực đông tây tính thành. Người ngu chẳng niệm điều lành, thân tâm ác giới luận hành nhớ cho. Dạ, con đã trả bài xong, con có sai, mong ngài sửa lại dùm con ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng, con xin mời đạo tràng lên trả bài tiếp ạ. Nam mô Bức Thà giá. Dạ, Nam mô Bức Thà giá. Con kính tâm, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin trả bài, con xin đọc bài ạ. Dạ con cảm ơn cô Như Quang. Sayo ayo gulo futo tato akisiku bamo yanje punje yadusi lo ratabin dang asan nyato. Sayo ayo gulo futo tato bamo yanje punje yadusi lo ratabin dang asan nyato. Tốt hơn nuốt hòn sắt chảy đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sayo ayo gulo futo tato akisiku bamo yanche punche yadusi lo ratabin dang asan nyato. Dạ, thà rằng sắc đỏ nuốt tươi, đông tây tính thành, người ngu chẳng niệm điều lành, thân tâm ác giới, loạn hành nhớ cho. Và đây là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con muốn hỏi cái khúc này, thực ra thưa ngài, con nghe con không biết là con hay là sister niệm từ đọc đúng tại cái khúc mà đâu rồi, cái khúc cái câu 4 cuối cùng mấy ngài là cái ratthabin dang, con thì đọc là ratthabin dang asan nyato. Hồi nãy trước khi đó thì con nghe là sister niệm từ đọc là ratthabin dhammasan nyato, dạ nên con không biết là con đọc đúng hay là nó phải nói hay là đá má hay là đăng ạ. À. Dạ con kính, tại con vừa vào trễ đó, con kính ngài chỉ cho con. Dạ con thấy bàn tay của ngài, con kính dâng mít lại cho ngài ạ. À. Alo 123 123. Ratthabindang asanyato. Đó là cái bài học mà chúng ta đưa lên ha. Nhưng mà quý vị đọc theo trong sách á, Ratthabindhammasannyato đều đúng cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta căn cứ theo cái bài học đi. À, quý vị nhìn vô sách thì đưa bài học lên để làm cái gì? Thì dầu ở trong sách là Ratthabindhammasannyato, nhưng mà trên cái màn hình này á là Ratthabindhammasannyato, thì quý vị hãy nhìn trên màn hình này mà đọc. Câu số 4 này trong sách, câu số 4 này trên màn hình, cái ý nghĩa cũng giống nhau. Ratthabindhamm, Ratha là đất nước, quốc gia, quốc độ. Ratha là một vương quốc, là một lãnh thổ, một lãnh địa, một cái vị trí của một quốc gia nào đó ha, thì gọi là Ratha. Nhưng mà thêm chữ Bindang là vật thực, thì vật thực thì ở đây người ta dịch là quốc độ ha. Nhờ ăn vật thực đông tây tín thành, tức là trong cái vị trí đó, trong cái nước đó. Thì ví dụ Ratha Thanang,
thì tài sản của đất nước. Còn đây Ratthabindam là vật thực của đất nước, thì gọi là quốc độ, ăn đồ ăn của quốc độ, thì như vậy. Rồi sa tu, xích xuất khá này, xích mê ta, xích kim nhung, xích tâm phương, xích chiếc lá, mũi từ xích nguyên trang. Sa tu quý vị đã thể hiện tốt. Là cái lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu đó, nó sát nghĩa, ngắn gọn. Chúng ta áp dụng theo cái lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu ha. Lối dịch của Ngài Giới Đức nó dài dòng nghị như qua Nhược Quỳnh ha. Cái phần của Ngài Hòa Thượng Giới Đức chúng ta có thể nghiên cứu được rồi, còn đưa lên thì nó mất thời giờ. Chúng ta chỉ đọc cái phần mà của Ngài Hòa Thượng Minh Châu cho nó ngắn gọn ha, như vậy thì đỡ mất thời gian hơn. Rồi trở lại câu Phật ngôn 308. Quý vị đã thể hiện rất tốt, chỉ có câu số 4 làm hơi rối một chút ha. Mong rằng quý vị hãy nhìn lên màn hình, đừng có nhìn vô sách vở, để chúng ta có sự thống nhất. Cho nên khi mà xích niệm từ đọc rất thấp bình đó nó cần nha tồ là xích nguyên trang rối liền ha. Không biết mình đọc sai hay là xích niệm từ sai, ai cũng đúng cả, ai cũng đúng cả. Nhưng mà đúng khi chúng ta nhìn vô ở trên màn hình á, nó thống nhất hơn, nó tốt hơn là chúng ta nhìn vô sách ha. Rồi câu Phật ngôn 308, thời gian cũng còn biết lắm. Sayo ayo puto tato akuyan je punjay yadusi lo ratha bindang asanyato. Sayo ayo vulo puto tato akisiku bamo yan je punjay yadusi lo ratha bindang asanyato. Này cái câu thì chúng ta cũng chia làm hai và đọc một lần hai câu ha, giống như đọc kinh vậy ha. Sẽ vô a vô vô lô phun tô tô ác ghi si khu ba mô dành chê phun cháy gia đô si lô rành tha binh đắng a sanh nhà tô. Sẽ vô a vô vô lô phun tô tàn tô ác ghi si khu ba mô dành che phun cháy và đu xì lô rành tha binh đắng a sanh nhà tù. Tốt hơn nước hoàng sắc cháy đỏ hết như than hồng, hơn ắt giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Rồi bây giờ xin mời quý vị thôi trước tiên cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm ha. Thượng tọa Thanh Tâm mà đọc giọng kệ thì chắc là quý vị hoan hỷ hơn ha. Rồi cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm, lâu quá nghe thượng tọa kể một cái là thấy bà con hoan hỷ liền ha. Cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm, xích thanh hoàng này cứ chọc quê hoài, ta nói bất mệt như vậy mà còn nói không thèm nghe nữa, hay là kể không được cho nên chát lên mấy số không ha. Rồi cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm hướng dẫn bà con kể ha. Thượng tọa Thanh Tâm đâu mất rồi. Alo, thượng tọa Thanh Tâm ơi, khích lệ đạo tràng cho bà con quan hỷ. Rồi, xà thủ, chúng ta nghe thượng tọa Thanh Tâm kể nè. Dạ, mô Phật, kính thưa sư, con đến với lớp học để thăm sư, với lại thăm đạo tràng. Chứ lâu nay... Trời, con hư quá, không học hành gì hết. Kệ thì cũng không dám kệ. Tại vì lâu nay không có tập luyện gì hết. Dạ. Vì có chút chuyện bận rộn thành ra không có đến với lớp học được. Thì thưa sư, con xin đọc thôi. Dạ, chứ không có biết kệ. 308 Sayo Ayo Gulo Butto
Tato agiri si ku pano ayanche bunceya dusilo ratta bindang asanyano sayo ayo gulo butto tato agi si ku pamo yanche bunceya dusilo ratta bindang asanyato. Tốt hơn nuốt hoàng sắc, nghĩa ứng tốt hơn nuốt hoàng sắc cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung bản ăn đồ ăn quốc độ họ họ thưởng thức minh châu dịch ạ. Con xin kính lễ sư và kính chào đạo tràng. Sư xin gửi mến lời cho đạo tràng nha, kính mời vị kế tiếp ạ. Cái này hư quá chứ có một phần gì được. Dạ alo alo ạ. Dạ. Dạ cảm ơn chị Nhật Huỳnh, cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin câu kinh pháp cú số 308 ạ. Sầy yo a yo go pho to ta to a ghi si khu ba mô dành chế phun chay ya si lo ratha bin đăng a sanh nha to sầy yo a yo go lo pho to Tato agi si khu ba mô dành chế phun chay và đu si lô ratha bin đăng à xanh nha tô. Tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã kệ xong, con xin xuống mic ạ. Dạ kính mời chị Nhật Huỳnh ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn chị Metta, Nguyên Trang, Anh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được trả bài và kệ. Nãy giờ con chưa được trả bài, tại con lặng hơi sâu. Dạ con xin được trả bài pháp cú kinh số 308. Dạ cảm ơn Tâm Phương. Tâm Phương cho Nhật Quỳnh trả bài trước nha. Say yo a yo gu lo phut to tat to at ki si khu ba mo che bun che ya dut si lo rat tha bin dang a san nya to. Say yo a yo gu lo phut to tat to at ki si khu ba mo yan che bun che ya dut si lo rat tha bin dang a san nya to. Tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con có đọc sai, ngài chỉ dạy cho con sửa lại. Dạ con xin được kệ ạ. Sầy vô a vô vụ lô của tô tát tô ác ghi sì khu ba mô dành chế buôn chay và đua xê lô ra tha bình đăng à sẵn nha tô. Sầy vô a vô đủ lô phô tô ta tô át di sì khu ma mô nhành chê muôn chay và đua xê lô ra tha bình đăng à sẵn nha tô. Dạ con xin được xuống mít mời mời sư Tâm Phương nha. Con thành kính tri ân chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ mời Tâm Phương.
Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, dạ Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con kính đảnh lễ Ngài, con kính đảnh lễ Đại Đức Thanh Tâm. Dạ, mến chào tất cả Phật tử, con xin đọc câu kệ số 308. Dạ. Sai yo ayo ngu lo phun to ta to agi si khu ba môn yan che pon che ai lo ratha pindang asanya to sai yo ayo ngu lo phun to tato agi si phum ba môn san che pun chay ya đun chi lo ratha pin đăng a chay nha tôn say yo an yo gu lo bun to agi si khu ba môn yan che pun che ya don si lo ran tha bin đăng a sanh nha tôn. Dạ không làm mất thời gian nên con không có đọc cái bài Việt, con xin dựng biết lại cho việc kế tiếp ạ. Dạ. Cô cũng xin kệ câu pháp cú 308 ạ. Say yo a yo lo phut to tat to ác nghĩ si khu ba mòn dân chê phun chê dạ đốt si lo ra tha minh đắng a sanh nhà tổ xây vô a vô lu lo phút tổ tát tổ ác nghĩ si cụ ba mồ dành chê phun chê dạ đốt si lo ra tha minh đắng a sanh nhà tổ tốt hơn nuốt hồ sắc cháy đỏ như than hồng hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin trả mic lại cho đạo tràng. Sa thú, sa thú, quý vị đã thể hiện rất tốt qua giọng kinh tiếng kệ câu Phật ngôn 308. Say yo a yo gu lo phu to tat to ak ki si ku ba mo yan che phun chay ya du si lo rap tha bin đăng a san nha to. Say yo a yo gu lo phun to tan to ak ki si ku ba mo dành chê phun cháy gia đô si lô rần tha binh đăng a sanh nhà tù tốt hơn nước hồng sắc cháy đỏ như than hồng hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết lên khi Ngài ngự tại thành Vesali và đề cập đến các vị tỳ khưu cư ngụ gần cái dòng sông Quốc Vũ Mũ Đà. Ở đây có liên quan về luật học, tức là ở trong luật tạng cái điều học Parachika, tức là bốn cái điều của bất cộng trụ, nhưng mà nói về cái
khoe pháp Phật à, cao nhân. Này các tỳ kheo, có phải các ngươi khoe pháp bậc thượng nhân, tự tôn xưng lẫn nhau, đăng đàn, việc dân cúng có phải chăng? À, thưa vâng bạch Đức Thế Tôn. Và nhân đó Đức Phật đã thuyết giảng lên câu Phật ngôn 308 này. Thà lúc một hồn sắc cháy đỏ, có khả năng thiêu đốt như là một ngọn lửa còn tốt hơn là một cái vị tỳ khưu mà sống nhờ vật thực của dân chúng, có hành động bất thiện, ác giới, không thu thúc thân tâm. Ở đây, cái câu số 3 hả? Danh chê phun chay giá đút xì lồ, ám chỉ những cái vị tỳ khưu ác giới, không thúc liễm về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, về ý nghiệp, tuyên bố là mình là một vị sa môn, thọ lãnh những vật thực của người cúng dường với lòng tin như thế nào thì thà nuốt hồn sắc cháy đỏ còn tốt hơn. Do cái nguyên nhân thế nào? Vì hồn sắc cháy đỏ thì chỉ thiêu đốt chỉ có một kiếp thôi, còn người ác giới thọ lãnh của tín thí dân cúng với cái lòng tin thì sẽ bị thiêu đốt trong địa ngục cả trăm ngàn kiếp. Ví dụ ta là một sa môn, mà quý vị hiểu cái từ sa môn trong Phật giáo đó là những vị thánh hữu học và thánh vô học, mà tự xưng mình là một bậc thánh nhân để cho người ta ngưỡng mộ, người ta cúng dường. Thì như vậy mình thọ nhận những cái lễ phẩm của người khác thì thà mình nuốt hồn sắc trắng hay cháy đỏ còn tốt hơn, nhất là những vật thực mà người ta dâng cúng, thượng vị, vật cứng, vật mềm, ăn vô cảm thấy con người có phỉ lạc, cảm thấy cái khẩu vị rất là sướng, rất là ngon. Và chính cái ngon, cái ngọt, cái mà cao lương mỹ vị đó thà nuốt hồn sắc cháy đỏ tốt hơn, chứ đừng có nên ăn những vật thực mà do mình tà mạn làm những điều sái quấy để người ta dân cúng. Và nhất là tự cho mình là bậc thánh, tôi là một vị sa môn, cái từ samana ám chỉ đến những vị thánh hữu học, tu đà huần, tư đà hàm, a na hàm, và ám chỉ đến những vị thánh vô học, tức là các vị a la hán. Cho nên sa môn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ ám chỉ cho những cái cấp bậc tu tập trở thành thánh quả mà chúng ta chẳng có chứng đắc gì hết, chúng ta chẳng có được một cái gì cả mà tự cho mình đã đạt đến cái địa vị đó. Cho nên cái điều thứ tư trong luật học của một vị tỳ khưu là khoe pháp bậc cao nhân. Đó là một điều đại kỵ. Thì ở đây những vị tỳ khưu ở cái dòng sông Quốc Vua Mũ Đà đã tự xưng tán lão, tự đề cao lẫn nhau, tự ngồi trên thúng một bưng lên cho người ta coi như nể sợ, khâm phục, cúng dường cho thật nhiều về vật chất. Chính vì vậy cho nên cái thà mình lúc hồn sắc nóng đỏ thì chỉ bị một kiếp này mà thôi, nhưng mà thọ dụng những lễ phẩm mà mình không đủ tư cách mà tại lại cho rằng mình là bậc thánh thì cái đó càng đau khổ hơn nhiều. Tức là vì mình là những người mà thực hành những cái ác giới, phóng dật, buông lung, mà dùng những vật thực mà do cái vấn đề tà mạn, do khoe pháp bậc cao nhân, thì chính cái đó là một cái điều thà nuốt hồn sắc nó cháy đỏ như than hồng tốt hơn là ăn những vật thực như vậy. Thì khi mà câu Phật ngôn này chấm dứt, rất nhiều người chứng đắc thánh quả tu đà huần. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng tự mình giới hạnh một đường, nó ra một ngã gạt đường kiếm ăn,
như người săn giống phi cầm, núp trong bụi rậm, lập tâm khác nào. Y vàng quấn cổ không sao, để che ác pháp, ngăn rào phóng tâm. Do nơi tội ác mình làm, mà sao kẻ ác bị giam a tỳ. Ý nghĩa của Phật ngôn này chúng tôi cũng đã trình bày xong. Thì như vậy, qua duyên sự này, quý vị thấy có cái gì nó hơi lúng cúng. Thời gian còn lại 10 phút, quý vị có thể thảo luận về câu Phật ngôn này. Alo, quý trong đạo là khoe pháp và cao nhân, đó là một điều đại kỵ của một vị tỳ khưu, sẽ bị trục xuất. Tức là coi như giống như một cái cây dừa, một cây sa la mà nó bị đứt đọt. Cái dừa, cái cao mà khi mà nó bị đứt đọt rồi thì nó không thể đâm chồi nảy lộc nữa. Thì một vị tỳ khưu có bốn pháp của bất động trụ, tức là không thể chung sống với nhau, thì đây là cái pháp khoe pháp bậc cao nhân. Tức là mình không có, mà mình tự khen mình mà chê người. Ta đây là một vị thánh, ta đây là một vị chứng đắc thiền, có thần thông. Ta đây là một cái người mà xin lỗi, biết được tâm tư của người khác, có tha tâm thông chẳng hạn. Thì trường hợp này, khoe pháp bậc cao nhân được đưa ra trong thời kỳ Đức Phật là Ngài Bindolapharadvaja. Cái vị này đi chung với Ngài Moggallana trên đường đi về chùa Kỳ Viên, thì thấy có một ông chứng giả, ông treo một cái bình bát bằng trầm hương cao bằng 7 cây thốt nốt. Ông tuyên bố rằng cái vị nào là vị A-la-hán á, thì hãy bay lên thể hiện thần thông, thì ông ta thấy ông ta mới tin, mới phục và sẽ làm đệ tử của vị đó. Và ông ta treo cái bình bát bằng trầm hương đó trên một cái cây sào cao bằng 7 cây thốt nốt. Nhưng mà suốt 7 ngày qua không có một vị thánh nhân, không có một vị A-la-hán nào lấy cái bình bát xuống để ông được làm đệ tử. Thì trên đường đi về chùa Kỳ Viên thì Ngài Moggallana và Ngài Bindolapharadvaja hai vị cùng đi. Thì Ngài Mục Lực Kiền Liên thấy như vậy mới nói với Ngài Bindolapharadvaja, hãy lấy cái bình bát đó xuống đi. Thì tuân theo lệnh của Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Bindolapharadvaja đã thi triển thần thông, lấy cái bình bát của ông trưởng giả kia. Và khi lấy bình bát như vậy rồi thì Ngài đã sử dụng thần thông của mình trên cái tư thế đứng trên một cái tảng đá lớn và bay trên hư không mấy vòng như vậy rồi mới hạ xuống. Mà khi đứng trên tảng đá mà bay xung quanh thành xá vệ như vậy thì dân chúng ở dưới này người ta thấy, người ta sợ chết thì còn gì là cái thân xác của họ. Cho nên họ la ó, ngài ơi có dừng tảng đá rớt xuống chết chúng con. Người ta la lên làm khuyên náo như vậy. Và bay ba vòng xong thì Ngài ông trưởng giả cảm thấy phục quá, quá là phục đi, và đã quy y làm đệ tử của Ngài Bindolapharadvaja. Một số người đi làm việc không chứng kiến bằng mắt, nghe mà con kể lại tức, và đến gặp Ngài Bindolapharadvaja yêu cầu Ngài hãy thi triển thần thông giúp, giống như khi sáng vậy. Bởi vì cái sáng họ không thấy được, cho nên bây giờ họ yêu cầu Ngài phải
thải lại thần thông để họ được chiêm ngưỡng. Và do sự yêu cầu như vậy thì ngài Bình Đồ La Phà Ra Đoà Cha đã sử dụng thần thông đứng trên tảng đá tay ôm mình bác giống như khi sáng. Và bà con quan hỷ vui mừng tán thán ca ngợi vỗ tay la hét. Trong sự ồn ào đó, Đức Phật nghe từ hương thấp nghe, ngài mới bước ra hỏi được Đức A Nan: cái gì vậy? Thì ngài A Nan đã trình bày, đã thi triển thần thông. Và Đức Phật ngài đã kéo ngài Tỳ Khưu Bình Đồ La Phà Ra Đoà Cha đến và bảo rằng: hãy đem cái bình bát kia nghiền nát ra để thành bột để thuốc trị bệnh. Bởi vì cái bình bát đó, ngươi nhận được cái bình bát đó là một điều không tốt đẹp, đã dùng thần thông không phải lúc. Làm như vậy thì ngoại đạo họ sẽ nghĩ rằng do thần thông mà dụ dỗ Phật tử, tức là kéo những người ngoại đạo, kéo những người không có tin, khi thấy được thần thông như vậy sẽ quy ngưỡng về Phật pháp. Và đó là một điều không tốt đẹp. Dù ngươi là những người đã chứng đắc thánh quả, thi triển thần thông được, bởi vì sử dụng phải đúng lúc đúng thời. Còn đây sử dụng để cho người ta ngưỡng mộ thán phục thì không nên. Làm như vậy thì ngoại đạo hoặc là chỉ sẽ chuyên luyện về thần thông, và đó là một điều mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tức là trong cái sự tu tập không phải là cái hình thức bên ngoài, là cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng ô đẹp quá, hay quá, tốt quá, và chúng ta hướng tâm theo mà quên đi cái nội dung của Đức Phật là đưa ra hai vấn đề: khổ và con đường diệt khổ. Đó là mục đích của một vị Phật xuất hiện trên thế gian, cho chúng ta thấy khổ và con đường để diệt khổ. Đó là hai điểm chính. Còn những cái râu ria, những cái bên ngoài thì chúng ta coi như nên xét lại, mà xét lại, suy nghĩ lại cái nội dung chính của chúng ta là vì sống chết mà chúng ta tu tập. Những cái câu nói nhất bác thiên giao phạm, cô thân vạn lý du, kỳ vi sinh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Chỉ vì vấn đề sống chết mà cái hạnh nguyện của ngài phải thể hiện. Tức là trước tiên khi còn Bồ Tát, ngài đã phát nguyện tự mình giác ngộ, rồi đem cái sự giác ngộ này tế độ cho thân bằng quyến thuộc, và đem cái sự giác ngộ này tế độ những chúng sanh hữu duyên nên tế độ. Chính vì vậy cho nên vì vấn đề sống chết của chúng sanh mà ngài phải xuất hiện trên thế gian này để đem lại sự an lạc, để cho người ta thấy cái khổ và tu tập. Tức là cái vấn đề mà cả khổ đế và đạo đế, đó là hai điều quan trọng: thấy khổ và thực hành để chấm dứt sự khổ. Đó là điều quan trọng của Phật giáo, chứ không phải là có thần thông bay nhảy như thế này như thế kia để rồi coi như được người ta ngưỡng mộ. Nói gì đây Kim Dung? Như vậy thì qua câu Phật ngôn này để cho chúng ta thấy thế gian có câu nói thế này: con ếch nó chết vì cái miệng. Tại sao vậy? Nó ở tuốt ở dưới đáy giếng á, người ta dùng cái từ ếch ngồi đáy giếng á,
nhưng mà nó ngồi dưới đáy giếng á, nó vẫn không thoát khỏi cái chết. Tại sao? Nằm ở dưới đáy giếng vậy mà còn la quệt hả? La làm chi vậy? Đã núp ở dưới nó rồi, đâu có ai thấy đâu, tuốt dưới sâu á, dưới đáy giếng á. Vậy mà do cái miệng của mình la làm chi vậy? Rồi cũng thả bẫy, thả mồi xuống, nó câu, nó bắt. Thì như vậy đâu phải là ở dưới đáy giếng là an toàn. Mà cái chết của con ếch nó là do cái gì? Do cái miệng của nó. Con ếch nó chết vì cái miệng. Thì con người của chúng ta, đối với Phật giáo, khoe pháp bậc cao nhân. Khi mà mình không có gì hết, mình khoe khoang như vậy, để rồi giống như một cái dừa bị đứt ngọn. Tức là tăng chúng sẽ khai trừ. Tăng chúng sẽ khai trừ. Bởi vì khi mà khoe pháp bậc cao nhân như vậy thì chúng ta coi như tự hủy diệt cái chính mình. Cho nên anh nói một câu cũng tương đối thấy đúng. Nhịn thì nhục, mà không nhịn thì bị đục. Tại vì mình nói bậy, nó quánh cho phù mỏ luôn, chứ không phải nhục nhã gì nữa. Khi mà khoe pháp bậc cao nhân thì con ếch và con cóc khác chỗ nào? Khi nào bắt hai con đó để trước mặt mình, rồi mình so sánh, mình biết nó khác nhau chỗ nào ha. Thí kim làm thử đi ha. Bởi vì thời gian con ếch với con cóc này phân tích được là khi bắt được hai con đó để trước mặt ha. Rồi thí kim có gì thấy khác biệt thì báo cáo nha. Bây giờ thì chương trình sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được tạm ngưng. Với phật lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong cuộc sống. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha vát che na so tu vô vô tu sa pa đa. Do lời chân thật này, kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Gia. Xin mời Sĩ Ca Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, chị Hồng Nhật có chút máy không? Xà thủ, xà thủ.